Xin chào quý vị và các bạn. Ở clip này, công nghệ Nhật sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng chiếc lướt từ nội địa Nhật Bản Hitachi HTK6S. Lưu ý, quý vị và các bạn nên đặt nồi chuẩn vào vòng từ để nồi có thể hiện từ tốt nhất. Để sử dụng bếp, chúng ta bấm nút nguồn tổng. Quý vị và các bạn ấn giữ 2 đến 3 giây. Đầu tiên, tôi xin hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng hai bếp từ. Sau đây, tôi sẽ thao tác làm ví dụ trên bếp từ bên phải. Trước tiên, ở chế độ nấu bình thường, chúng ta ấn nút nguồn của bếp cần sử dụng. Để tăng giảm nhiệt độ, chúng ta ấn các phím mũi tên. Lúc này, bếp đã khởi động và đang nấu. Ở chế độ chiên xào, chúng ta ấn vào nút chiên xào. Sau đó, ấn nút nguồn của bếp. Quý vị và các bạn lưu ý là nút nguồn của bếp chứ không phải nút nguồn tổng. Để xác nhận chế độ, để điều chỉnh nhiệt độ, chúng ta sử dụng phím mũi tên tăng giảm. Như vậy, tôi đã giới thiệu sơ qua về cách sử dụng bếp từ. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn cách sử dụng bếp hồng ngoại. Đầu tiên, để sử dụng, chúng ta cũng ấn xuống nguồn của bếp. Sau đó, chúng ta chọn các mức nhiệt. Có 3 mức nhiệt. 1, 2, 3 tương đương với các mức công suất 300, 600 và 1200W. Quý vị và các bạn lưu ý, bếp này sử dụng nhiệt để làm nóng thức ăn. Do đó, nên cẩn thận để tránh bị bỏng. Khi không sử dụng nữa, chúng ta ấn nguồn để tắt đi. Cuối cùng, tôi xin hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng lò nướng. Lò nướng được tích hợp ở bếp từ Nhật, được mặc định để nướng cá. Bởi vậy, các chế độ nướng ở trên bảng điều khiển đều áp dụng cho nướng cá. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chúng ta có thể áp dụng để nướng thịt gà, thịt với chế độ chỉnh tay. Đầu tiên, để sử dụng, chúng ta ấn phím nguồn. Sau đó, chúng ta ấn nút chọn chế độ. Đây là các chế độ nướng cá, nướng nguyên con, nướng cắt khúc, nướng tổng gia vị và nướng chỉnh tay. Sau khi chọn xong chế độ, quý vị và các bạn có thể ấn nút nguồn một lần nữa để bắt đầu nướng. Ở chế độ chỉnh tay, khi đã đạt yêu cầu, quý vị và các bạn ấn nút nguồn để tắt đi. Và để hướng dẫn hẹn giờ, tôi sẽ bật một bếp bất kỳ lên. Ở đây, tôi sẽ bật bếp từ bên phải. Sau đó, tôi bấm phím hẹn giờ để chọn bếp. Để tùy chỉnh thời gian hẹn giờ, chúng ta bấm phím mũi tên tăng giảm. Như vậy, tôi đã thực hiện xong thao tác hẹn giờ. Khi không muốn hẹn giờ nữa, quý vị chỉ cần tắt bếp đi. Quý vị và các bạn lưu ý, khi nấu xong, đèn ở cạnh phím nguồn tổng sẽ nhấp nháy để báo hiệu rằng mặt kính vẫn còn nóng. Lúc này, chúng ta không nên lau chùi hay vệ sinh mà phải chờ bếp nguội hẳn rồi hay vệ sinh. Như vậy, tôi đã giới thiệu sơ qua cho quý vị và các bạn cách sử dụng trên bếp từ nội địa Nhật Bản Hitachi HTK6S. Chúc quý vị và các bạn sử dụng bếp hiệu quả và an toàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau. Xin thân ái chào tạm biệt.